Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tối ngày 13 tháng 9. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền thì trong ngày 13 tháng 9 đã xét nghiệm PCR 8.151 mẫu, trong đó 2.229 mẫu đơn và 5.922 mẫu gộp cho 56.614 người và test nhanh 5.253 mẫu, trong đó 4.876 mẫu đơn và 377 mẫu gộp cho 5.669 người. Kết quả khẳng định có 59 ca dương tính. Dạ vâng, như vậy là tăng 10 ca so với ngày hôm qua. Cụ thể trong 59 ca, có 35 ca trong các cơ sở cách ly y tế tăng 2 ca so với hôm qua, có 7 ca trong khu vực phong tỏa giảm 3 so với hôm qua, có 18 ca trong cộng đồng tăng 11 ca so với hôm qua phát hiện thông qua test sàng lọc cụ thể. Cụ thể, thành phố Sa Đéc có 13 ca, thành phố Cao Lãnh có 1 ca và huyện Châu Thành có 3 ca. Địa chỉ cụ thể, thành phố Sa Đéc có 13 ca, 13 ca ngụ ở khóm 2 thuộc địa bàn phường 2. Thành phố Cao Lãnh có 1 ca, 1 ca ở ấp 1 thuộc địa bàn xã Mỹ Tân. Huyện Châu Thành có 3 ca, 1 ca ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, 2 ca ở ấp Hòa Bình thuộc địa bàn xã Hòa Tân. Dạ vâng, với 59 ca mắc mới trong ngày hôm nay, nâng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 7.941 ca. Dạ vâng, về kết quả điều trị. Số bệnh nhân mắc COVID-19 hiện đang điều trị là 1.269 ca, giảm 100 ca so với ngày hôm qua. Số bệnh nhân xuất viện trong ngày là 154 ca, tăng 71 ca so với ngày hôm qua. Như vậy là tổng cộng dồn từ trước đến nay có 6.486 ca xuất viện. Dạ vâng, số ca tử vong trong ngày là 5 ca, tăng 3 ca so với ngày hôm qua. Tổng cộng dồn từ trước đến nay có 181 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình của 181 ca tử vong do mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Dạ vâng, về đánh giá mức độ kiểm soát dịch COVID-19 cấp huyện. Tính đến nay, ngày 13 tháng 9, đã có 4 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, gồm huyện Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng. Từ 14 ngày trở lên chưa có ca mắc mới trong cộng đồng. Xin chúc mừng 4 địa phương Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông và huyện Tân Hồng. Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, về công tác xử lý vi phạm. Trong ngày đã tiến hành xử phạt hành chính 53 trường hợp, tăng 9 trường hợp so với ngày hôm qua, với tổng số tiền là 105 triệu đồng, chủ yếu là vi phạm ra đường không cần thiết. Dạ vâng, về công tác quản lý người dân từ vùng dịch về tỉnh Đồng Tháp, số phát sinh trong ngày là 13 người, giảm 6 người so với ngày hôm qua. Tổng số từ ngày 14 tháng 7 đến nay là 3.758 người. Thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị năm học 2021 đến 2022 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Sa Đéc. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến để xem xét phương án thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh sau ngày 15 tháng 9. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị trực tuyến với chính phủ đối với việc thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tập huấn trực tuyến về thử nghiệm thuốc trên lâm sàng. Dạ vâng, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tờ khai y tế. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.